Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thế giới mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bão Chami gây lũ lụt và lở đất trên diện rộng, ít nhất 24 người thiệt mạng. Lũ lụt và lở đất trên diện rộng do cơn bão nhiệt đới Chami gây ra ở đông bắc Philippines ngày 24 tháng 10 đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, cuốn trôi nhiều ô tô và buộc chính quyền địa phương phải huy động xuồng máy để giải cứu người dân bị mắc kẹt. Trường học và cơ quan công vụ trên toàn bộ đảo chính Luzon, nơi cơn bão đổ bộ, đã được lệnh đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp để ứng phó với thảm họa. Cơn bão đã đổ bộ vào tỉnh Isabela vào sáng ngày 24 tháng 10 và quét qua thị trấn Agulando ở tỉnh miền núi Ifugao với sức gió duy trì lên tới 95 km/h và giật tới 160 km/h. Các chuyên gia dự báo bão Chami đang di chuyển theo hướng Tây và sẽ tiến vào Biển Đông vào cuối ngày 24 tháng 10. Ít nhất 24 người đã thiệt mạng, chủ yếu là do đuối nước ở khu vực Bicol bị ảnh hưởng nặng nề và tỉnh Quezon gần đó. Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng dự báo sẽ gia tăng khi các thị trấn và làng mạc bị cô lập do lũ lụt và đường xá bị phong tỏa do lở đất và cây đổ. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu hàng nghìn dân làng bị mắc kẹt trong nước lũ ở Bicol. Khoảng 1.500 cảnh sát đã được triển khai để tham gia ứng phó, giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, thời tiết giông bão đang cản trở các nỗ lực cứu trợ. Ở thành phố Naga, lũ quét đã cuốn trôi và nhấn chìm nhiều ô tô. Trong khi đó, ở tỉnh An Bay lân cận, lũ bùn từ Mayon, một trong 24 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Philippines, cũng nhấn chìm một số xe cộ. Giới chức Philippines cho biết hơn 2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão, bao gồm 75.400 cư dân phải sơ tán khỏi nơi cư trú. Mỗi năm, Philippines phải đón 20 cơn bão và năm 2013, bão Hải Yến, một trong những cơn bão nhiệt đới được ghi nhận mạnh nhất trên thế giới, đã khiến hơn 7.300 người chết hoặc mất tích và san phẳng nhiều làng mạc, đô thị. Mỗi năm thường có khoảng 20 cơn bão lớn và bão nhiệt đới tấn công Philippines hoặc vùng biển xung quanh, phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng, gây thiệt hại lớn về kinh tế cũng như khiến hàng chục người thiệt mạng. Năm 2013, bão Hải Yến, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất được ghi nhận trên thế giới, đã đổ bộ vào Philippines, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích, san phẳng toàn bộ các ngôi làng, cuốn trôi tàu thuyền vào đất liền. Thưa quý vị, bão Chami, bão nhiệt đới nghiêm trọng Christine đã đổ bộ vào DV Lancan, Isabela, Philippines sáng sớm ngày 24 tháng 10 với hoàn lưu bao phủ phần lớn Biển Đông. Theo tin bão mới nhất, bão Christine đổ bộ vào lúc 0 giờ 30 sáng 24 tháng 10 và giảm tốc dần khi di chuyển về phía Tây Bắc trên Bắc Luzon, Philippines. Hoàn lưu của bão rộng đến mức gần như bao phủ phần lớn diện tích Biển Đông, thậm chí còn trầm vào đất liền ven biển Trung Trung Bộ Việt Nam, mặc dù tâm còn nằm tại phía đông đảo Luzon, Philippines. Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý Khí quyển Philippines, Pagasa cho biết, vào hồi 4 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão nhiệt đới dữ dội Chami ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông, trên vùng Tumauni, Isabela, phía đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 95 km/h, giật lên đến 160 km/h và áp suất trung tâm 985 HPA. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, gió mạnh cấp bão lan ra xa tới 730 km tính từ tâm bão. Trong 24 giờ tới, biển động mạnh với sóng cao lên đến 8 m ở bờ biển của thung lũng Cagayan, vùng Ilocos và Chambales. Sóng 7 m ở bờ biển phía tây của Bataan, sóng 6 m ở bờ biển phía tây của Batangas, bờ biển của đảo Lubang. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam cho hay, đến 1 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão Chami ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11, bão di chuyển theo hướng Tây khoảng 15 km/h và đi vào Biển Đông. Theo Reuters, ít nhất 14 người đã thiệt mạng tại Philippines khi bão Chami gây ngập lụt tại các ngôi làng, làm ngập các con sông và buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa khi bão tiến gần đến bờ biển phía đông.
bão Trà My gây ám ảnh bão Yagi, cơn bão đã tàn phá nặng nề Philippines hồi đầu tháng 9. Ngày 23 tháng 10, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Chia chỉ đạo ứng phó bão Trà My đổ bộ vào tỉnh Isabela. Tôi e rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị. Lượng nước là chưa từng có. Chúng ta nên theo dõi chặt chẽ, Tổng thống Marcos nói trong cuộc họp ứng phó bão. Bão Trà My đã đổ mưa lớn xuống khu vực miền trung Bincon vào ngày 22 tháng 10, buộc hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa khi nước lũ dâng cao tới tận mái nhà gỗ. Một viên chức phụ trách thảm họa cho biết các con sông đã tràn bờ và gây ra lũ quét. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng tại thành phố Naga, cảnh sát trưởng Edwin Rebellon cho biết. Trước đó, theo dự báo bão của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, đến 13 giờ ngày 24 tháng 10, bão Trà My di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20 km/h trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía đông khu vực Bắc Biển Đông, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Bão mới hồi sinh từ Nadine tăng cấp chóng vánh lên cuồng phong cấp 4 nguy hiểm. Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NSC cho hay bão Christine sẽ mạnh lên chóng vánh thành bão cuồng phong cấp 4 ngoài khơi bờ biển Mexico trong những ngày tới. Tàn dư của bão Nadine được tổ chức lại thành bão Christie ở Đông Thái Bình Dương ngày 21 tháng 10. Do đây không phải hoàn lưu ban đầu của bão Nadine, nên Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đã dùng tên bão tiếp theo trong danh sách đặt tên của mùa bão Đông Thái Bình Dương. Bão Nadine đổ bộ gần thành phố cảng Pelis ở Pelis vào chiều 19 tháng 10 với sức gió duy trì 96 km/h. Sau khi di chuyển qua đất liền Trung Mỹ và Mexico, bão suy yếu và tan vào ngày 20 tháng 10, sau đó tàn dư của bão tái sinh ở Đông Thái Bình Dương. Bão Christie cách bờ biển Acapulco, Mexico khoảng 450 km vào chiều 21 tháng 10. Đến tối 22 tháng 10, cơn bão mới nhất trong mùa bão 2024 đã mạnh lên thành bão cuồng phong. Các nhà dự báo bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ nhận định Christie sẽ di chuyển về phía Tây với tốc độ 24-32 km/h trong vài ngày tới, đi xa khỏi bờ biển Mexico. Dự báo, bão Christie sẽ nhanh chóng mạnh lên thành cơn bão cuồng phong lớn vào cuối tuần này. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Fox Weather cho biết, bão Christie không dự kiến ảnh hưởng đến bất kỳ khu vực đất liền nào vì vẫn ở trên vùng biển ở Đông Thái Bình Dương. Tại Đại Tây Dương, bão Oscar đã trở thành áp thấp nhiệt đới từ ngày 22 tháng 10 sau khi đổ bộ Cuba ở cường độ bão cấp 1 ngày 20 tháng 10. Trước đó, bão Nadine đã tấn công Belize vào cuối tuần qua, sau đó di chuyển qua Trung Mỹ, đi vào Thái Bình Dương và hồi sinh ở đây. Bão Christie là cơn bão số 11 hình thành ở Đông Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2024. Mùa bão ở Đông Thái Bình Dương bắt đầu vào ngày 15 tháng 5, hai tuần trước khi mùa bão Đại Tây Dương bắt đầu. Cả hai mùa bão đều kéo dài đến ngày 30 tháng 11. Cũng liên quan tới mùa bão Đại Tây Dương 2024, cơn bão mới nhất Oscar đã tiến về Bahamas sau khi đổ bộ vào Cuba ở cường độ bão cuồng phong cấp 1, khiến ít nhất 6 người chết. Cơn bão mạnh lên thần tốc này đổ bộ trong bối cảnh Cuba đang mất điện diện rộng. Sáng 22 tháng 10, bão Oscar nằm cách Long Island ở Bahamas 75 km về phía đông nam, với sức gió 65 km/h và di chuyển theo hướng bắc-đông bắc với tốc độ 19 km/h. Dự báo, bão Oscar gây mưa tới 130mm trên khắp đông nam Bahamas, với một số khu vực có mưa lên tới 200mm. Oscar đã đi vào lịch sử với tư cách là cơn bão cuồng phong nhỏ nhất, với trường gió chỉ rộng khoảng 10km. Cơn bão khiến giới khí tượng choáng váng khi bất ngờ đổ bộ lần đầu vào đảo Grand Inagua ở Bahamas ngày 19 tháng 10 và đổ bộ lần thứ hai vào miền đông Cuba ngày 20 tháng 10. Chuyên gia về bão ở Mỹ Michael Lowry gọi bão Oscar là một thất bại to lớn trong dự báo bão. Ông lưu ý, không có mô hình nào cho thấy Oscar sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ nhận định, mùa bão Đại Tây Dương năm nay dữ dội hơn bình thường do nhiệt độ đại dương nóng ấm kỷ lục. Dự báo có từ 17 đến 25 cơn bão được đặt tên trước khi mùa bão kết thúc, trong đó có 4 đến 7 cơn cuồng phong từ cấp 3 trở lên.